Xin chào tất cả các bạn. Trong thời gian qua chắc là các bạn cũng nghe nhiều tới phần mềm Microsoft Teams đúng không? Thì đây là hiện tại là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để phục vụ và giúp đỡ chúng ta trong công việc học tập online. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách thức cài đặt và sử dụng Microsoft Teams nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ vào trang chủ của Google, sau đó các bạn gõ giúp thầy từ khóa MS Teams. Chúng ta sẽ theo đường link đầu tiên vào trang chủ của Microsoft.com. Tại đây, các bạn sẽ chọn cho thầy là tải xuống Team. Có hai lựa chọn cho các bạn là tải xuống cho máy tính và cho thiết bị di động. Chúng ta chọn lựa chọn đầu tiên. Sau đó các bạn chọn click tải xuống Team. Tại đây chúng ta chọn đường dẫn nơi lưu trữ file của chúng ta. Ở đây thì sẽ lưu trong thư mục Download. Quá trình tải xuống hoàn tất, các bạn click trực tiếp vào file để chúng ta có thể tiến hành cài đặt. Tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái email mà trường đã cung cấp cho các bạn để đăng nhập vào Microsoft Teams. Microsoft Teams là nền tảng dùng để giao tiếp và cộng tác giữa các nhóm với nhau. Microsoft Teams giúp xây dựng không gian làm việc chung của các nhóm, trò chuyện này, họp hội thoại qua video, lưu trữ tệp và Teams có thể tích hợp cùng lúc hàng trăm ứng dụng làm việc. Microsoft Teams giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh và như trường của chúng ta, nhiều nhân viên làm việc từ xa và các bạn sinh viên học tại nhà giải quyết được cái bài toán là kết nối, cộng tác, không gian liền mạch để tạo nên một cái team thứ thiệt và phát huy tối đa nguồn năng lượng của một đội ngũ. Team được xem như là một dịch vụ chiến lược trong dòng sản phẩm của Microsoft 365. Từ khi ra mắt, nó đang dần thay thế cho các nền tảng khác là Skype for Business và Classroom. Chính vì vậy, Team không chỉ là nơi để nhắn tin hoặc là gọi điện cho đồng nghiệp như vẫn nhiều người vẫn nghĩ. Và Microsoft Team được tổ chức và hoạt động như thế nào? Microsoft Team có nhiều thành phần cốt lõi và làm cho nó nổi bật so với các cái phần mềm cộng tác khác. Nhìn chung thì Team chia ra làm 5 phần chính. Để có thể hình dung thì chúng ta sẽ có một số các cái so sánh như sau. Thứ nhất là cái thẻ lệnh Team của chúng ta. Trong Microsoft Team sẽ có nhiều các cái nhóm khác nhau. Nếu chúng ta xem mỗi nhóm là một ngôi nhà thì nơi đây là nơi để tất cả các thành viên cùng chung sống, làm việc và cộng tác. Thông thường thì các lớp học này đã được thầy cô dạng tạo sẵn và đưa các bạn vào trong nhóm lớp rồi. Ở đây chúng ta có thể thay đổi được cái view hiển thị các cái lớp học. Các bạn có thể click vào trong phần More Option. Thay vì là chúng ta sẽ hiển thị dưới dạng lưới như thế này thì các bạn có thể switch view, có thể thay đổi sang dạng danh sách. Thì ngay lập tức là các cái lớp của chúng ta sẽ được hiển thị dưới dạng danh sách. Ở đây thì cái phần theme là chủ đề, chúng ta có thể chọn một số các cái tủ chủ đề khác như là chủ đề tối hoặc là high contrast là tương phản cao. Rồi, khi chúng ta hiển thị theme dưới cái dạng danh sách ạ thì các bạn để ý thấy trong mỗi một team chúng ta có rất nhiều kênh. Vậy mỗi một lớp của chúng ta là một ngôi nhà thì mỗi một kênh của chúng ta là một căn phòng. Thì ở đây các giảng viên cũng đã tạo sẵn các cái căn phòng cho chúng ta rồi, tương ứng với mỗi một channel. Với mỗi một channel sẽ có một cái mục đích riêng. Ví dụ tại cái lớp tin học số 23 này, với cái kênh chung của thầy thường là nơi để thầy thông báo cho các bạn các cái thông tin quan trọng cũng như là lên lịch học cho các bạn. Khi các bạn được lên lịch sẵn thì sẽ có hiển thị là thời gian này, đó và ngày tháng giờ. Ngoài ra các kênh khác thì cũng sẽ có những cái chức năng riêng, ví dụ kênh điểm danh để dùng cho các bạn điểm danh các cái buổi học thực hành. Rồi là kênh diễn đàn. Tại kênh diễn đàn này thì là nơi để các bạn có thể thoải mái trao đổi tự do các vấn đề liên quan tới học tập. Kênh trắc nghiệm để nơi lưu giữ các cái phần bài tập và các cái bài kiểm tra trắc nghiệm của chúng ta. Và kênh tương tác trong quá trình học là những phần quan trọng trong bài học thầy cần lưu ý thì thầy sẽ đưa lên đây và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận.
Ở đây thì trong các cái kênh của chúng ta cũng như các cái phòng thì tùy vào việc là giảng viên set setup thì chúng ta sẽ có hai kiểu, đó chính là kiểu kênh standard và kênh private. Thì kênh standard thì tất cả mọi người đều có thể tham dự, mọi người trong cùng một nhóm có thể tham dự vào. Còn kênh private đó thì với những ai được cấp quyền, tức là bạn đưa chìa khóa phòng đó cho ai thì người đó có thể vào và xem được những cái bài đăng ở trong cái kênh private đó. Để thêm được một kênh mới rất đơn giản, chúng ta sẽ click vào More Option. Tại đây các bạn sẽ chọn Add Channel. Ở đây thì sẽ có cái phần là Privacy là riêng tư, thì chúng ta thông thường là sẽ để Standard cho tất cả mọi người. Tuy nhiên nếu chúng ta cần những cái phòng riêng dành riêng cho một số bạn thì chúng ta có thể chọn là Private. Tiếp đến của chúng ta sẽ là Activity Feed, là nguồn cấp dữ liệu hoạt động và là hành lang kết nối. Activity Feed là cho Microsoft Teams để kết nối các kênh, nó giống như là hành lang để dẫn đến các phòng để các cái thành viên nhận được các cái đề cập này, phản hồi và thông báo liên quan đến kênh. Các cái thông báo này sẽ nằm trong mục là Channel Notification. Tiếp theo là tính năng chat trên Microsoft Teams. Khi bạn muốn nói chuyện riêng với một hoặc chỉ một vài người trong nhà, trong phòng, nghĩa là bạn đang tạo chat hoặc call tương ứng trong Microsoft Teams. Tại đây, các bạn chỉ việc là nhấn vào là New Chat. Sau đó chúng ta sẽ điền tên hoặc là email của người mà chúng ta muốn chat trực tiếp với họ. Các bạn chú ý là chat thường là nơi để các bạn nói chuyện riêng với các cái thành viên về các vấn đề xã hội hay là các cái vấn đề cá nhân. Cho nên nếu muốn nói chuyện và thảo luận về công việc thì hãy sử dụng channel thay vì chat nhé. Tiếp theo của chúng ta sẽ là tab, ghim giấy thông báo lên tường nhà. Trong các phòng khác nhau thì bạn có thể đính nhiều cái ghim lên tường các cái thông báo quan trọng đó, thì để các cái thành viên trong phòng có thể lưu ý với những cái tab thường xuyên sử dụng. Những tab này giúp cho mọi người trong nhóm tập trung vào những mục tiêu quan trọng. Tab giúp họ nhanh chóng tìm thấy các cái thông tin cần thiết như là bảng tính Excel, kế hoạch công việc hoặc là các bài tập được giao, vân vân. Tại đây thì thầy có những cái tab ví dụ như là Post. Tab Post là nơi là chúng ta hiển thị những cái thông tin thông báo quan trọng này. File là những cái file là tab hiển thị những cái file đã được chia sẻ trong cái kênh này. Đó, ngoài ra chúng ta sẽ có assignment, thầy cô có thể giao bài cho bạn thông qua cái tab assignment này. Nếu các bạn muốn có nhiều hơn các cái ứng dụng để chúng ta có thể thêm vào team thì tại đây chúng ta sẽ chọn mục là Add a tab. Sau đó tại mục tìm kiếm chúng ta có thể tìm kiếm những cái phần ứng dụng. Ví dụ tại đây thầy sẽ add cái tab YouTube vào trong kênh General của nhóm 23. Thì chúng ta có thể sử dụng cái kênh YouTube này trực tiếp ở trên Microsoft Teams thay vì là chúng ta sẽ phải truy cập vào cái đường link là youtube.com trên website. Rồi, tiếp tục. Về các cái tính năng trong Microsoft Teams thì Microsoft Teams dễ dàng tích hợp các cái ứng dụng của bạn, phần mềm cũng như là tự động hóa quy trình làm việc chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Thứ nhất là cuộc trò chuyện trong kênh và nhóm. Thầy có một lớp học là Class Demo tại đây để các bạn có thể tham dự được một cuộc trò chuyện hay là cuộc meeting hay là buổi học đã được lên lịch sẵn thì các bạn sẽ click vào đó. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Join. Tại đây thì các bạn có thể turn on camera nếu các bạn muốn. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng là background, thì chúng ta có thể chọn được một cái phông nền phù hợp với cả cái cuộc họp của mình. Tiếp theo là các bạn có thể sử dụng cái computer audio để chúng ta phát ra âm thanh. Ngoài ra là các bạn sẽ có thể sử dụng là micro. Ở đây chúng ta có lựa chọn là tắt hoặc bật micro. Sau đó chúng ta sẽ có thể nhấn Join Now. Tại đây chúng ta sẽ có những cái thẻ như sau. Thứ nhất là Show Participant. Ở đây thì sẽ hiển thị cho các bạn là trong cái meeting này của chúng ta có bao nhiêu thành viên. Đó, các bạn cũng có thể điền cái tên hoặc là email của các cái thành viên khác mà bạn muốn mời vào trong meeting này. Cái thứ hai của chúng ta chính là Conversation. Tại meeting chat thì chúng ta có thể tự do trao đổi cũng như là đưa ra các cái ý kiến hoặc là mention tới người khác thông qua cái tính năng là A còng mention. Với cái phần A còng này, sau đó các bạn sẽ gõ tên hoặc là đề cập tới một người hoặc là toàn bộ tất cả mọi người để chú ý tới cái phần thông báo của bạn. Ngoài ra trên cái phần meeting chat này, khi các bạn
thông báo bất kỳ một cái chủ đề nào đó hoặc là đưa ra một cái cuộc trò chuyện nào đó thì các bạn sẽ có sự trợ giúp của các cái thẻ lệnh ở bên dưới. Ví dụ với cái thẻ lệnh format này thì chúng ta có thể làm cho cái thông báo của chúng ta là bắt mắt và nổi bật hơn qua các cái tính năng như là thay đổi màu sắc này, phông chữ, cỡ chữ, rồi là căn chỉnh, hoặc là chúng ta có thể tạo các cái bullet list, vân vân. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có thêm một số các cái tính năng khác, ví dụ như là attach file, các bạn có thể đính kèm file đó, các bạn có thể đính kèm file vào các cái thông báo của bạn, có thể đính kèm file ngay trên cái OneDrive của chúng ta hoặc là từ máy tính cá nhân của chúng ta. Rồi là chúng ta cũng có thể sử dụng cái emoji, tức là các cái icon để phụ họa cho các phần thông báo của chúng ta. Rồi sau khi đã hoàn thiện cái thông báo thì các bạn có thể nhấn gửi. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một số các cái tính năng khác, ví dụ như là biểu tượng emotion khi các bạn muốn tất cả mọi người chú ý hoặc các bạn muốn giơ tay phát biểu thì chúng ta sẽ có cái chức năng là raise hand. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bật tắt camera trong quá trình diễn ra cuộc họp cũng như là chúng ta có thể tắt microphone. Ngoài ra sẽ có một cái tính năng đó chính là share content. Với cái tính năng này á thì các bạn có thể chia sẻ được cái màn hình của mình với cả thầy cô, bạn bè cũng như là đồng nghiệp. Ở đây thì sẽ có hai cái tính năng, hai cái lựa chọn cho các bạn. Thứ nhất là screen, là bạn sẽ chia sẻ toàn bộ cái màn hình, tất cả những gì đang có trên màn hình sẽ đều chia sẻ cho mọi người thấy. Cái thứ hai là bạn có thể chia sẻ theo là cửa sổ window. Chúng ta sẽ chọn ra đúng cái cửa sổ mà bạn muốn chia sẻ thôi. Ví dụ tại đây thầy đang có bốn cái cửa sổ và thầy chỉ muốn chia sẻ là cửa sổ Microsoft Teams thôi chẳng hạn, thì thầy sẽ chọn là cửa sổ Microsoft Teams, thì các cửa sổ khác sẽ không được hiển thị và người khác sẽ không thấy được. Ngoài ra chúng ta sẽ có một phần là cài đặt More Action. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh về cái device setting đó, chúng ta có thể hiệu chỉnh về audio hoặc là cái speaker của chúng ta, rồi là cái camera, nếu những bạn nào gắn camera ngoài thì chúng ta có thể chọn được các cái nguồn camera khác nhau, cũng như là microphone cũng vậy, nếu chúng ta có phần microphone bên ngoài các bạn cũng có thể chọn qua lại giữa các cái phần microphone. Rồi ở đây sẽ có một cái mục là apply background effect, như thầy đã hướng dẫn vừa rồi là các bạn có thể chọn cho mình một cái phông nền để phù hợp với cái cuộc họp. Đôi khi là nơi chúng ta tham dự cuộc họp nó không có trang trọng thì các bạn có thể áp dụng ngay một cái phông nền sao cho nó phù hợp. Ngoài ra tại đây chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa, đó là recording. Đó, khi các bạn chọn start recording, thông thường ạ, trong các cái lớp học thầy cô sẽ recording lại các cái bài học của chúng ta đó, thì ngay lập tức là tất cả những gì xảy ra trên team này sẽ được record lại đó, bài học của chúng ta cũng sẽ được record lại và các bạn có thể xem lại sau buổi học. Sau khi chúng ta chọn stop recording hoặc khi thầy cô kết thúc buổi học thì cái phần video video đó sẽ được lưu trữ trên meeting chat và lưu trữ trên đây 20 ngày. Đó, các bạn có thể nhấn tải về và xem lại bài giảng. Để thoát ra khỏi được cuộc họp thì chúng ta sẽ chọn leave. Tiếp theo, trong các cái kênh của chúng ta đôi khi là những cái cuộc họp không được lên lịch trước và chúng ta sẽ có những cái cuộc họp hoặc những cái buổi học là ngay lập tức thì các bạn sẽ nhấn vào Meet, sau đó là chúng ta sẽ chọn Meet Now thì ngay lập tức là tất cả những người thành viên ở trong kênh và nhóm của chúng ta sẽ được thông báo là sẽ có một cuộc buổi họp đang diễn ra tại kênh nào đó. Rồi, ở đây thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo thêm một cái lớp mới, vì đôi khi là do cái nhu cầu các bạn có thể là muốn tạo một cái lớp riêng để các bạn có thể add những cái người bạn của mình, những người người trong nhóm của mình để chúng ta tiện cho cái việc trao đổi qua làm bài tập nhóm. Thì để tạo được một nhóm mới thì các bạn sẽ click vào Join or Create a Team. Với những bạn mà sử dụng cái giao diện là Grid thì các bạn có thể chọn cái phần Join or Create a Team ở góc bên phải. Tại đây các bạn chọn Create a Team. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái loại lớp học của chúng ta. Đó, có thể là Class, Professional Learning hoặc là Staff hoặc là loại khác. Ở đây thầy sẽ chọn loại Class chẳng hạn. Thì tại đây chúng ta sẽ điền tên cái lớp và hoặc nhóm của chúng ta. Sau đó là các bạn có thể mô tả một chút để cho các cái thành viên trong nhóm có thể hiểu được cái nhóm này lập ra bởi mục đích gì. Sau đó các bạn sẽ nhấn Next. Ví dụ ở đây là học nhóm. Trao đổi kiến thức. Sau đó các bạn nhấn Next.
quá trình tạo team bắt đầu. Tại đây thì các bạn có thể thêm các cái bạn bè của mình bằng cách là chúng ta nhập tên hoặc là mã số sinh viên vào. Chúng ta có thể bỏ qua bước này. Đó thì ngay lập tức là chúng ta đã tạo được một cái lớp có tên là học nhóm. Thì tại đây các bạn cũng có thể tạo ra được các cái căn phòng hay còn gọi là các cái channel và chúng ta sẽ phục vụ công việc học tập. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái tính năng đó là assignment. Thì tại cái phần assignment này á, thì sẽ hiển thị tất cả các cái phần bài tập mà thầy cô sẽ giao cho các bạn. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tại đây. Đó. Và trên các phần assignment này thì các bạn sẽ click thẳng vào trong cái phần bài tập được giao. Sau đó là chúng ta có thể đính kèm file hoặc là chúng ta có thể thêm cái phần comment vào. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo đó chính là cái tính năng calendar. Với cái tính năng calendar này á, thì sẽ giúp cho các bạn biết được là chúng ta có những cái buổi học nào đã được lên lịch trước. Nhìn vào trong cái calendar này thì các bạn có thể dễ dàng là biết được là buổi học của chúng ta khi nào sẽ diễn ra. Đó, và các bạn có thể dễ dàng là biết được là nếu chúng ta có bị trùng lịch hay không. Tiếp theo là mục calls. Thì với cái mục calls này thì các bạn có thể gọi điện cho những người bạn của chúng ta, những người trong lớp. Hoặc đôi khi là chúng ta có cần công việc gì đó muốn hỏi thầy cô thì bạn cũng có thể thông qua cái chức năng call hoặc là chức năng nhắn tin cá nhân. Mục tiếp theo đó chính là mục file. Thì với cái mục file này á, nó sẽ hiển thị tất cả những cái file mà bạn đã được chia sẻ trong nhóm hoặc là trong kênh. Tại đây thì các bạn có thể chọn mục recent là những cái file được chia sẻ gần đây. Hoặc là những cái file được chia sẻ trên Microsoft Team hoặc những cái file mà bạn đã tải xuống hoặc là chúng ta có thể liên kết trực tiếp với cả đám mây. Rồi, trên đây là video hướng dẫn các bạn cách sử dụng Microsoft Team. Thầy hy vọng là các bạn sẽ có thể sử dụng tốt cái phần mềm này để phục vụ công việc học tập. Chúc các bạn học tốt.